Hello anh em, em đại tu tô tai dây nha anh em, máy 7K. Đây là bộ quạt của nó nè. Giờ mình lấy ra bạc và mình gà vô lòng semi và mấy khung lá, mình đo khe hở của nó nha, nằm khoảng bao nhiêu là được nha anh em. Đây bạc của nó, đây là bốn quả piston với một cái bơm nhớt. Cái dấu đỉnh bê tông có hai dấu chấm á, đã quay về đỉnh, quay về đầu của máy nha, còn mỹ dơn thì làm thay hết luôn nha anh em. Đó, giờ mình bỏ vô bạc vô mình gà cái chữ quay về đỉnh bê tông nha. Đó, mặt chữ quay lại bê tông hết. Giờ mình tiến hành lấy một cái quả bê tông. Đây là bạc hơi đó nha. Mình đẩy vô hết vô. Lấy một quả bê tông mình đẩy vô, đẩy một phần nửa trái đó là được, đẩy hết bốn lòng bốn cái luôn nha. Rồi đẩy đều vô. Đẩy về nó mới chuẩn thì mình mấy thứ lá mình đo được. Cái này nó chỉ 0,10 thôi nha. Cái này là quá nhỏ luôn nên mình phải canh nó ra. Mình vũ bớt nó cho nó đến 0,15 là chuẩn nó nha. Nó co khe hở từ 0,15 tới 0,25 đổ lại nha. Giờ mình gà thử nè. Đó, không lọt. Này mình bỏ hướng này cứng lá là 0,10 á. Nó này là quá quá nhỏ nha, nó vẫn được có một cọng tóc nó vừa lột thôi. Nếu vậy nếu mà nó nhỏ chứ nó không phải mùi thì nó chạy lên nóng á, sẽ chống bạc sẽ gãy bạc nên mình bỏ 0,15 đúng như nhà sản xuất nó ra, nhà sản xuất bỏ 0,15 tới 0,25 bỏ lại đó. Bây giờ mình vũ xong rồi, giờ mình đo lại là đúng 0,15, cái thước con lá mình là 0,15 nha. Mình giờ mình gà hết lại đó, chuẩn luôn là đúng bốn cái bạc lửa 0,15. Giờ tới bạc hơi nè, bạc hơi 0,15 là mình bỏ không lọt đó. Giờ mà tiến hành mình vũa nhẹ một xíu là bốn lá là được nha anh em. Mình nhìn nó không, bạc lửa bạc hơi nó khác liền không. Đó, mà giờ mình đã gà xong hết rồi, nhớ bật lửa bật hơi mình gà hết rồi đúng như chuẩn. Ở đây mà quả bê tông giờ mình tiến hành mình vô bạc nha, còn đây là bộ gôn của nó đại tu. Bây giờ mình tiến hành mình vô bạc nha, vô bạc vô quả bê tông. Giờ mình tiến hành vô bạc nhớt trước. Ơi anh em lưu ý nha, bạc có mặt chữ thì quay đỉnh bê tông nha, bạc lửa bạc hơi mới có nha, còn bạc nhớt thì không có, không cần nha. Mình đúng như chuẩn là được, mình bỏ vô thôi. Còn mặt hơi thì mình bỏ đúng theo dấu của nó. Mình chỉ cái chữ T, có học chữ T hoặc là mặt hơi nó có thường là chữ T hoặc là có một cái rãnh cái G, người ta gọi một cái lợn đó. Nãy giờ mình vô, thứ hai mình vô một xong, giờ nó mặt hơi. Đó chữ nè, đó mình dùm quay về đỉnh bê tông nha. Vô nhẹ nhàng luôn.
Đây mình đang thấy xuống bắp nha. Cái máy này chạy bị hết nước nóng máy nên cái nắp mặt cái lát này mình bào. Đó, giờ mình đã vô xong quả bún quả bê tông. Tôi đặt sẵn sàng hết rồi nha. Giờ mình tiến hành chỉ mình vô lóc thôi. Đây, nền đã sẵn sàng hết. Đây là miếng cốt nha. Đây là 4 miếng canh. Đây là mấy bãi dê cốt nè, miễn luôn, mới hết nha. Đây, đây là lát mình đã vô hết rồi. Miễn mình cũng bỏ lên luôn. Thì tiến hành mình cho nhớt lên tha đều hết trên đó. Xong rồi mình bỏ cốt máy lên. Mấy khoản mình cũng mạ hết lại nha anh em, mình làm từ A đến Z luôn. Rồi, mình bỏ cốt lên. Rồi, mình xuất lực nha anh em. Hồi lâu qua cốt máy này là nằm viết tầm 60 phao nha anh em. Mình bỏ 60 rồi, về tiến hành cho vô nhớt ắc bạc rồi, bỏ nhớt vô mình lắp ra đều hết rồi, thay ra đều với tông vô bạc cho nó mình bôi trơn nó cho dễ vô. Nhớ mình tha đều hết nha. Hai dấu chấm bê tông này quay về gốc máy nha, còn tay biên thì có dấu có chữ nên tay biên có chữ á, bên hông có chữ thì quay về đỉnh gốc máy luôn, quay về gốc máy nha, là cái gì chữ là dấu thì quay về gốc máy hết nha. Mình tha đều cho lòng xe mi, mình cho quả bê tông vô rồi. Mình bạc thì mình vô mình phải chia bạc ra nha anh em, mình vẫn bỏ nó trùng lặp bạc á thì nó sẽ tạo ra mất hơi nha, nên mình chia bạc từ ở trên xuống dưới, dưới lên trên chia ra là mình vô thôi, chứ mình bỏ bạc tùm lum vô là không được nha. Giờ mình xiết vô, mình xiết vậy mình thấy muối mình bỏ đều nha anh em, bỏ đều xong xiết cái chứ không nó nếu mà nó không đều cái mặt đó là mình đóng nó dinh đó, nhìn cái mặt nó không vô được có hiện đóng vậy thì đóng bạc nó gãy nha. Rồi mình tha mới nhớ cho cốt sao. Rồi mình muốn khi đóng vô mình gõ đều lại cái nha. Đó, gõ đều nhẹ lại cái xong mình đau thọt qua. Hoặc gõ nhẹ nhẹ qua nếu cảm giác nó qua con giác nó chín lại là mình coi ra. Phải coi lại chứ không nó chống bạc gãy. Rồi mình tiến hành mình gõ nhẹ nhẹ qua. Đó, nó qua rồi thì giờ mình lấy miếng má mình cho miếng nhớt vô. Ừ, gá đều luôn vô nhanh em. Bộ lô tay pin này mình xiết 25 phao nha anh em. Nó lộn, xiết bộ lô của máy bộ lô có tay pin này xiết 25 phao nha. À, mình bỏ vô mình quay đều. À, mình lắc nếu mà gồ gơ thì bạc nó không có bị bóp nha. À, mình lắc là nó gơ là được, còn nó không gơ là mình tháo bạc ra mình coi lại nha anh em. Còn để đứt tông á, thì mình lắc nó có đồ gơ nhẹ thì ok nha.
Giờ mình đã vô xong hết bốn quả tông, giờ mình đã lật máy lại mà bắt bơm nhớt rồi. Này là quặng nhớt thì bơm nhớt nha. Bơm nhớt nguyên hệ thống toàn diện máy luôn nha anh em. Được, không nhớt mình đã bắt xong nha anh em. Đây là một bộ xích nó xích cam nó cái này của nó bị mòn á nên mình thay mới hết luôn nha anh em. Mình thay hết mới luôn, của nó tháo ra bị mòn hết rồi nên mình thay báo chủ xe thay luôn chứ bỏ gắn vô là không tốt. Đây là bắt xong rồi. À, dấu xích nè đó, dấu con mắt đen á, vô dấu chấm đó, và xuống đây cái xích cho cái miếng xích màu đen đó vô dấu chấm đó. Mình đã bắt xong xích cam, đây là mùi độ nha anh em, là đỉnh với tông đầu đó, anh em thấy mình đỉnh tông đầu không, điểm này đỉnh tông đầu này là nằm mùi độ. Để mình bỏ vô rồi mấy con đội vô, mấy con đội đó là nó xuống với đội với cam nha anh em. Ý, cam này người ta là cam trong á, ở trong này có một cái cam thì bỏ đều hết luôn. Cam nó quay nó đội mấy mấy con đội lên cái đũa, đũa đội lên cò nha. Đây giờ mình bỏ đồng đi lắp lên mình bắt rồi nó lắp lên luôn. Giờ mình xe đều vô nha anh em. Anh em xếp từ giữa xuất ga nha. Nắp cái lắc này xếp lực nó là 35 phao nha anh em. 35 xếp đều hết luôn là độ chuẩn nó chỉ 35 phao thôi. Mình bỏ đũa và còi vô mình xiết luôn. Cái này mình bỏ lên xiết đều nha anh em, xiết chứ mà dinh sẽ chống gãy cam nha. Đầu chống dây là đầu chống chống gãy cái sáo cò đó. Giờ mình bắt mắt cò luôn. Đây là van hàn nhiệt cho anh em, tại máy này chạy nó nóng máy á, sợ van hàn nhiệt nó hư nên mình thay cái van hàn nhiệt khác luôn. Van này người ta gọi van hàn nhiệt hoặc là gọi lớp B cũng được, lớp B này nó hình như là 82 độ C thì nó mới mở lớp B này sao đó. Mình không nhớ. Này là lớp B nha, nó đúng nóng nó là nó mở lớp B mà nước nó trong hệ thống. À, máy nó phải ra cái nước và dây nhiệt xong vô hệ thống nó vô trong máy lại cho nên người ta gọi là bộ tuần hoàn á. Này mình hướng dẫn đặt Denco nha anh em, mình bỏ 10 độ nha, đó điểm đích trên của bê tông, trong đây có một cái rãnh là mình xây cái rãnh đó ngay cái dấu cái đuôi cái Denco này mình đặt vô nha. Vít miệng họ nó chụp á thì mình sẽ ở dưới đặt xuống thôi. Cái dấu là dấu mình đánh á, thì cái dấu đó nó nằm mũi cái đanh cô mấy số 1 nha.
Còn không mà anh em có dấu đó mình quay sao mà đúng cái mũi quẹt á, nó chỉ gì cái đánh câu mấy một ok. Khổ này mình đánh sẵn đây luôn nhưng mình canh nó dễ là ngay luôn. Cái dấu là dấu câu mấy một nha, này nó số 1 nè đó, cái máy đó là máy số 1. Nếu mà anh em đặt giày mà nếu mà đặt hình heo với mình giày mà nếu không nổ nha thì anh em rút cái đèn go ra và xoay quay thêm một vòng nữa là đặt lại là nổ nha. Đây đó, nếu không nổ thì quay một vòng cúc máy nữa mới được nha anh em. Đó, hai vòng cúc máy một vòng cúc cam nha, nên quay cái chiều này nếu không nổ thì anh em phải quay thêm một chiều nữa thì mới được. Còn không thì mở nắp cò ra nhìn nắp ngò nắp cò nha, nhìn cái con cò nó đội nó hướng nào thì mình đặt theo hướng đó thôi. Thì nãy mình coi rồi nên mình đặt theo heo heo theo của mình thì mình đặt vậy là nổ thôi. Còn nếu anh em đặt theo dấu heo kiểu của mình mà không nổ thì anh em rút lên khô ra và xây xây có máy một vòng có máy dấu ngay dấu 10 độ nữa anh em đặt lên khô lại là nổ. Cái này thì mình quay ẩn ẩn bỏ ngay dấu nha anh em, mình quay chụp mình đặt xuống thì nó mới nghe nha. Cái nhông này là nó ăn vô cam nha, trong đó cái một cái cam trong nên mình đặt xéo nó mới ngay được chứ đặt chuẩn là nó chật luôn đó. Mình đều đặt chật á đó. Đó chật cái là mình bỏ vô ngay, tại nó là chật là ngay mà ngay hành chật á. Đúng luôn, đây mình đã bắt hoàn thành bingo nha anh em và bắt đầy đủ luôn. Chặt như mới luôn anh em thấy không? Rồi giờ đến anh mình cẩu vô nha anh em, cẩu cái máy vô đó. Này mình gấp hoàn chỉnh ở dưới xong mình cẩu lên nha anh em. Rồi đó mình đã bỏ vô rồi đó, giờ mình bắt tiến hành mình bắt chân máy trước cho chuẩn đi, xong rồi xuống bắt hộp số. Dài nó đứng thăng bằng nó luôn rồi là anh em mình muốn bắt thì mình bắt. À, giờ bắt chân máy trước, nó có hai bên thôi nha, với ơn sau hộp số nữa. Đây máy này mình lăn nổ lô đa nha anh em, mình đã bắt xong lăn nổ kim gấu vô gù luôn. Mình đã hoàn thành đại tu máy nha, máy dây 7K. Này tu tay dây nha, máy này mình làm hệ thống nó bốt á nên mình nổ ra hơi lâu nha. Này mình nổ khoảng 2 ngày, là cả ngày mình nổ 2 ngày cho nó trơn chu á nên cho nó an toàn hơn. Nếu mình chạy thì sớm thì máy nó nặng á nên sợ nó hư phá nên mình nổ cho kỹ rồi mình chạy ngon. Này bạc riết độ thì mình canh cái hỏi chuẩn hết nha anh em, mình bạc thì mình bỏ 0,15 chuẩn như nhà sản xuất luôn. Cam cò thì mình làm hết rồi, mà số bắp này mình cũng mòn, số bắp của nó mòn á mình thay luôn thay số bắp khác, khi hở nó mình bỏ chuẩn đúng như là nhà sản xuất luôn nha anh em. Giờ mình nổ anh em nọ nghe chưa, im gu gù luôn. Máy mà nhìn mấy cộng dây phim mà nó không nhúc nhích luôn anh em biết rồi.